gọi mời tôi ra đây. Có gì thì nói lẹ lên, tôi bận dữ lắm. Trâm với thằng Nghĩa thích nhau quá, cho nên tôi cũng muốn tác hợp giúp hai người thành đôi. Vừa giúp cho Trâm, vừa giúp cho thằng bạn tôi. Hí. Anh nói gì? Không phải là ổng đã có bạn gái rồi sao? Đó là của người ta, còn thằng Nghĩa chia tay rồi. Trâm biết không, nó bị cô đó lợi dụng, lừa tình, lừa tiền. Bây giờ nó tổn thương sâu sắc, không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Cái cô gái kia đúng là ngu ngốc. Trâm nói đúng. Từ lần đầu tiên gặp ảnh, tôi... em đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Anh cũng thấy rồi đó, em vừa đẹp vừa giàu, có thiếu cái gì đâu. Nên là mục tiêu duy nhất của đời em á, là tìm được một người chồng vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, giống như anh Nghĩa vậy đó. Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà Trâm nè, thằng Nghĩa Trâm thấy rồi đó. Nó thì nó lo cho công việc lắm, mà hiện tại bây giờ á, nó vẫn chưa tìm được chỗ thuê xưởng. Hả? Nó bị người ta chơi xấu, bây giờ xưởng đang rất khó khăn. Bởi vậy nó mới không đủ tiền thuê chỗ của Trâm đó. Trâm nè, nếu tôi nhớ không lầm là hôm trước Trâm có nói là Trâm sẽ cho Nghĩa thuê miễn phí đúng không? Dạ, không chỉ cái mặt bằng đó, nhưng mà nếu ảnh có kẹt tiền á, em cũng có thể cho ảnh mượn được mà. Tiền đối với em đâu có quan trọng bằng ảnh. Trời ơi, cái gì? Tiền bạc không quan trọng? Trâm nói thiệt hả? Em nói thiệt, chứ em xạo anh làm gì? Nè, anh cứ kêu ảnh dọn tới liền luôn đi. Được. Tình ta đã cho trao người, ngọt ngào chua xót thương đời.